Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2018. Cửa hàng của Tiến Audio có về rất nhiều loa. Rất nhiều luôn các bác. Hai bên đã gần như chật cứng, không có lối đi. Rất nhiều. Và trong buổi tối và ngày buổi tối hôm nay và ngày mai em sẽ có những video test tường tận các đôi loa có mặt trong cửa hàng của Tiến Audio Hải Dương. Và thưa các bác, là các sản phẩm của cửa hàng Tiến Audio Hải Dương bán ra đều là hàng bãi về từ bên cửa khẩu Campuchia. Các bác nha, báo rõ hàng. Và một điều đặc biệt là cái giá cả của bên em thì các bác đến với cửa hàng của Tiến Audio thì các bác sẽ được cập nhật những giá cả mềm mỏng nhất, yêu thương nhất các bác nhé, so với thị trường rất nhiều lần. Đặc biệt có những sản phẩm khiến nó rẻ đến nỗi khiến các bác phải giật mình ngỡ ngàng luôn. Và em bán thì bao giờ cũng rẻ hơn so với ở ngoài các bác nhé. Cùng là một thiết bị audio và cùng là những đôi loa, cùng là những chiếc âm đi, nhưng ở đâu rẻ thì các bác lên mua ở đó. Và sản phẩm em đã bao zin và có bảo hành cho các bác. Các bác nhá. Hôm nay em về được một đôi loa mà các bác hỏi rất là nhiều, rất nhiều luôn. Và hôm nay em lại về được một đôi. Chúng ta cùng đến và quan sát gần nó. Đây là một đôi loa Pillar S180A. Dòng loa này quá quen thuộc với các bác. Đây là đôi loa này em về đến nhà, cái này em đưa vào em test cho các bác luôn nhá. Em chưa lau dọn một cái gì luôn các bác. Em chưa lau dọn một cái gì luôn. Nó sử dụng một bát 30 này. Mang giấy, gân của nó gân mút. Đôi loa này em đảm bảo với các bác còn nguyên gân luôn. Gân của nó cũ đi theo thời gian. Và gân của nó rất sạch sẽ và đẹp. Em nhìn là đúng nó là gân bên Tây về các bác nhá. Một bát 30 bằng giấy gân mút và một loa trung đôm, một loa chép đôm, lỗ thông hơi và hai vi tinh chỉnh. Dòng loa này nó quá quen thuộc với các bác, đã quá quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Đó. Và cái đôi loa này em xin báo một khuyết điểm cho các bác là đôi loa này nó có một cái khuyết điểm. Nó có một cái khuyết điểm mà em cũng phải ngạc nhiên luôn các bác. Và em xin báo rõ khuyết điểm của nó. Cái khuyết điểm của đôi loa này nó là quá đẹp. Cái khuyết điểm của nó đấy các bác ạ. Cái khuyết điểm của đôi loa 180A có mặt trong tại cửa hàng của anh em lúc này, nó là hoa hậu. Em phải đặt tên nó là hoa hậu, nó quá đẹp. Đấy là khuyết điểm của nó các bác nha. Khi em đã nói nó quá đẹp thì các bác khỏi phải lăn tăn một vấn đề gì. Nó đẹp như hoa hậu, không có một vết xước ở trên thùng các bác nha. Không có một vết xước ở trên thùng. Và ba loa sáng choang, tép trung bát còn nguyên zin luôn, bao zin 100% các bác nha. Và cái giá của nó ở trong cửa hàng của nhà em ngày hôm nay, giá em đưa ra rẻ so với thị trường là 5 triệu đồng. Em xin báo rõ luôn. Em ngồi ở nhà nhưng em sẽ biết được tình huống, các diễn biến mà đôi loa này hiện tại người ta đang bán. Và các bác có thể tham khảo và điện hỏi các audio bán, các chỗ khác bán 180A. Thì ở ngoài đang bán đôi loa này với một tình trạng đẹp như thế này, nó phải rơi vào tầm 29 đến 30 triệu đồng các bác nhé. Nhưng em bán cho các bác đôi loa này trong thời điểm này đẹp như này, đẹp mỹ miều, đẹp kiêu sa luôn. Giá 25 triệu đồng các bác thật nhanh tay để sở hữu cho em. Đôi loa này vô cùng nổi tiếng rồi. Nghe thì quá là hay. Người ta được mệnh danh là vua nhạc vàng các bác nhé. Và em đang phối hợp nó với một chiếc Omni Đờ Lông 780D dòng D. Dòng D tức là dòng tích hợp giải mã các bác nhé. Và một chiếc đầu Sony. Nó có tên là, model của nó là MDS GE330 các bác nhá. Con đầu này có giá là 5 triệu 500 ngàn đồng giải mã độc lập các bác nhá. Chạy đĩa MD nhưng khi giải mã không cần đĩa MD mồi các bác nhá. Và nó giải mã theo cổng quang và cổng AV từ trên TV và điện thoại ra các bác nhá. Nó giải mã được cổng AV và cổng quang. Rồi, chiếc đầu này có giá 5 triệu 500 ngàn đồng nhá. Và chiếc Omni Đờ Lông ở bên dưới Digital, các bác nhìn rõ BMA 780, có giá là 7 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Còn ở dưới 7.800 trơn. Và Auto em đã báo giá các bác rồi nhá. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào thẩm âm thiết bị này.
Mọi nhu cầu các bác muốn mua thiết bị của cửa hàng Tiến Audio thì xin hãy liên lạc cho em trực tiếp vào số máy 0966 603 183. Hôm nay em sẽ, trong buổi tối đầu tiên hôm nay em sẽ test một cái bản nhạc loa vui nhộn một chút. Mà đôi loa này thì là chuyên nghe nhạc vàng, nhưng em thấy nó chơi được rất nhiều đa thể loại nhạc luôn. Và em xin test nhạc G-Max cho các bác nghe nhá. G-Max làm tí vui nhộn, các bác đeo tai nghe vào rồi là chúng ta cùng ngoáy một chút nào. Bát phải cho một lửa thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha.